Sau 2 ngày tôi đã hoàn thành ngôi nhà của mình. Kể từ bây giờ thì tôi sẽ sống trong ngôi nhà này và trải nghiệm cái cuộc sống ngoài mạng lưới điện như thế nào. Bây giờ thì trời cũng khá là sắp tối rồi. Và hôm nay thì tôi sẽ không sống ở đây, tôi sẽ trở về ngôi nhà của tôi ở ngoài thành phố. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu là dọn dẹp lại xung quanh chỗ này đi. Vì chỗ này tôi xây nhà và nó khá là bẩn. Thì tôi phải dọn qua và ngày mai thì tôi sẽ tiếp tục vào đây để làm sạch hơn nữa.